Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thưa quý vị, theo tờ China Today, có ít nhất 318 người vẫn đang bị mất tích và 68 người thiệt mạng trong trận lở đất kinh hoàng xảy ra ở Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc hôm vừa qua. Các nhà chức trách cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm và cứu nạn, cho đến nay không còn hy vọng tìm được bất kỳ ai còn sống sót nữa. Như vậy có nghĩa là 318 người hiện vẫn còn mất tích, có nhiều khả năng đã bị thiệt mạng. Nhiều người bị thương nặng, trong đó có một bé trai 6 tháng tuổi, có 30 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ông Zhang Ting, đội trưởng phòng cháy chữa cháy Thanh Hải nói, chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, nhưng tình hình rất ảm đạm. Chúng tôi đã không thể tìm thấy bất cứ ai còn sống trong đống đổ nát này kể từ hôm thứ Bảy. Hiện các nhà chức trách đã điều động thêm các nguồn lực địa phương và các tỉnh lân cận để giúp đỡ tìm kiếm, bao gồm cả các chuyên gia kỹ thuật về cứu hộ và chó nghiệp vụ. Phòng Giao thông Vận tải Thanh Hải cũng điều nhiều trang thiết bị để dọn dẹp hiện trường xảy ra vụ lở đất. Máy bay cũng được huy động để tìm kiếm người còn sống sót. Ông Zhang Ting cho biết, chúng tôi không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong đống đổ nát này. Tất cả các nhân viên cứu hộ đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Các nhà chức trách đã thống kê được danh sách 318 người mất tích. Những người còn sống sót đã được sơ tán đến nơi an toàn. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, nhiều người dân vẫn thẫn thờ và đau khổ chờ tin người thân bị mất tích. Các nhà chức trách cho biết mưa lớn trong thời gian gần đây chính là nguyên nhân gây ra sự việc trên. Hai người đàn ông đang tìm kiếm xung quanh ngôi nhà đã thành đống đổ nát của mình. Hai tình nguyện viên bật khóc khi nhìn theo một thi thể được đưa lên một chiếc máy bay trực thăng. Kính thưa quý vị khán giả, tiếp nối tin tức từ Trung Quốc, huyện Miaxing, tỉnh Cam Túc mấy ngày gần đây hứng chịu mưa đá diện rộng, mưa lớn và sạt lở đất, khiến 480.000 người ở 18 thị trấn bị ảnh hưởng phải sơ tán. Theo thông tin chính thức từ đại lục, tổng cộng 73 người chết, 29 người mất tích, 98 người bị thương phải nhập viện. Quốc lộ 212 dẫn đến huyện nhiều nơi bị gián đoạn, hơn 550.000 người bị thương tại các ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Đường bị vỡ và phù đầy sỏi khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dân làng nói với các phóng viên truyền thông đại lục rằng lũ thượng nguồn ập xuống như một con thú. Đất ruộng và những ngôi nhà bằng gạch nung đổ sập ngay lập tức. Sau trận lụt, vết bùn để lại trong sân của người dân cao hơn 4 mét. Điều khiến người dân lo lắng nhất là toàn bộ hoa màu trên ruộng đều biến mất. Một nạn nhân địa phương cho biết mùa màng đều bị phá hủy và không còn gì cả. Phóng viên hỏi, chính quyền có đến nơi bạn để cứu trợ thiên tai không? Và được người dân nơi đây cho biết, chính quyền không có ai đến, nhưng tin tức đã được đưa tin trên báo. Chúng tôi vẫn có một nơi để ở là bên này, nhưng bên kia làng bị phá hủy hoàn toàn, có rất nhiều người mất tích và cũng có rất nhiều người chết. Thưa quý vị, trận mưa xối xả xen lẫn mưa đá kéo dài gần 50 phút ở thị trấn Chabu, quận Miansan vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm. Với lớp mưa đá dày hơn 10 cm trên mặt đất, khi người dân địa phương giới thiệu tình hình với các phóng viên vào thứ Bảy, trên khuôn mặt họ vẫn còn những nỗi sợ hãi kéo dài. Một người dân tại đây cho biết mưa đá to bằng quả bóng bàn, nhỏ nhất bằng ngón tay. Đá rơi xuống tạo thành một lớp trên mặt đất, thiệt hại là rất lớn, tất cả mùa màng đều bị hư hại hết. Ngoài ra Cam Túc, Quảng Đông và Hồ Nam cũng đã có bão và nhiệt độ tăng cao. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo sẽ có một đợt mưa lớn mới ở Giang Hàn, Giang Hoài và các khu vực phía Nam. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết có 26 người thiệt mạng và 66 người mất tích do lũ quét tại tỉnh Thanh Hải, miền Tây nước này. Thông tin cho biết trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối ngày thứ Bảy tuần này đã gây ra vụ sạt lở đất làm thay đổi dòng chảy một con sông và gây lũ quét tại tỉnh trên. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây hơn 60 năm. Cùng ngày tại Trung Quốc, mưa lớn xối xả trút xuống khu vực phía Tây và phía Bắc của đảo Hải Nam của nước này trong ngày thứ ba liên tiếp, khiến cho hàng trăm người dân phải đi sơ tán, nhiều tuyến đường cũng như nhiều trường học phải đóng cửa. Theo các chuyên gia thời tiết của Trung Quốc, nguyên nhân dẫn tới tình trạng thời tiết trên là do một luồng hơi nước hẹp sông khí quyển đang xuất hiện trên lãnh thổ nước này.
Dữ liệu của cơ quan dự báo thời tiết nước này cho thấy trong 24 giờ qua, một phần ở khu vực phía bắc đảo Hải Nam đã ghi nhận lượng mưa hơn 380mm. Cùng ngày, nhiều khu vực rộng lớn tại miền Trung và miền Đông Trung Quốc phải hứng chịu các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, giữa bối cảnh tình trạng gián đoạn các chuỗi cung ứng then chốt ngày càng gia tăng và thiệt hại về kinh tế ngày càng nặng nề. Thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang cùng ngày đã ban bố cảnh báo đỏ do mưa lớn khiến mực nước các sông hồ tràn bờ. Chính quyền Vũ Hán khuyến cáo cư dân thành phố cần đề phòng thận trọng do mực nước dâng nhanh đã tiệm cận mức báo động. Với việc chứa lượng nước lớn hơn nhằm giảm nguy cơ lũ lụt, mực nước tại đập Tam Hiệp đang dâng cao vượt mức báo động 18m với vận tốc dòng chảy trên 60.000 mét khối mỗi giây. Trong khi đó, mực nước Hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây hiện cao vượt mức báo động 3,5m. Ở miền Đông, Hồ Thái Hồ gần Thượng Hải cũng ban bố cảnh báo đỏ sau khi mực nước tại đây dâng cao trên mức báo động gần 2m. Mùa mưa hè gây phần lớn các trận lũ lụt trong cả năm tại Trung Quốc, nhưng người dân đang cảm nhận rõ rệt hơn tác động của tình trạng gián đoạn mà mưa lũ gây ra. Khi thiếu hụt các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu như trang thiết bị bảo vệ cá nhân để đề phòng dịch bệnh, các chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Đầu tư Trung Quốc nhận định hoạt động kinh tế ở nhiều khu vực của Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do mưa lũ. Ước tính, các trận lũ lụt gần đây tại các sông khu vực Dương Tử chảy qua có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm 0,5 đến 0,9 điểm phần trăm trong quý này năm nay. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, chỉ tính riêng trong 16 ngày vừa qua của tháng này, các đợt mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều khu vực ở nước này đã khiến gần 19 triệu người phải đi sơ tán và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện mực nước tại hơn 450 con sông đã vượt mức báo động, thậm chí một số còn tăng lên mốc cao chưa từng có kể từ năm 1961. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng cấp 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt trong bối cảnh nước này đang vào mùa lũ. Theo đó, Bộ Chỉ huy Phòng chống bão lụt và hạn hán quốc gia đã cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Hiện công tác kiểm soát lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ đang ở giai đoạn quan trọng. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, cảnh giác đề phòng những thảm họa có thể xảy ra do mưa bão và đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng ngày, trận lũ đầu tiên trong năm của sông Dương Tử đã đổ về hồ chứa tại đập thủy điện Tam Hiệp với mức 56.000 mét khối nước mỗi giây. Mực nước tại Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong khi nước ở trung và hạ lưu của sông Dương Tử, hồ Động Đình và hồ Bà Dương cao hơn thường lệ. Mức phản ứng cấp 4 là mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng 4 cấp của Trung Quốc về ứng phó thiên tai. Đầu tuần này, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc đã ra cảnh báo lũ lụt cao nhất. Dự báo nước Hồ Bà Dương sẽ tràn bờ trong bối cảnh mưa lớn đang hoành hành tại nhiều vùng trên cả nước. Theo Nhật báo Nhân dân Trung Quốc, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ mức 1 lên mức 2, cũng là mức cao nhất khi có nguy cơ xảy ra thảm họa như vỡ đập, lũ lụt nghiêm trọng liên tiếp tại nhiều sông. Giới chức tỉnh Giang Tây dự báo lũ lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra tại Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc kết nối với sông Dương Tử. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mực nước Hồ Bà Dương hiện là 3,3m và đang dâng nhanh chưa từng thấy, vượt quá mức cảnh báo. Chính quyền huyện Giang Châu, một hòn đảo biệt lập trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 trở về hỗ trợ lũ lụt do thiếu nhân lực để củng cố đập. Trong bối cảnh mưa lớn đang tiếp tục trút xuống nhiều vùng rộng lớn của Trung Quốc, một số thành phố dọc sông Dương Tử đã ban bố cảnh báo lũ cao nhất do mưa lớn có thể gây lở đất và ngập lụt đường xá và khu canh tác nông nghiệp với nhiều con sông có nguy cơ vỡ bờ. Đài Thiên văn Quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng đối với mưa dông, dự báo mưa lớn trong cuối tuần tại các tỉnh, thành như Tứ Xuyên, Trung Khánh, Hồ Bắc và Hồ Nam. Trong khi đó, giới chức tỉnh Giang Tô đã ra cảnh báo lũ màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, với nguy cơ nước sông tràn mạnh và kéo dài. Kính thưa quý vị, chưa kịp hồi phục sau đợt mưa lũ nghiêm trọng, trong những ngày qua, khu vực miền Nam Trung Quốc lại đang phải đối mặt với nguy cơ lại tiếp tục trải qua một đợt lũ lụt nặng nề khác khi lượng mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, miền Nam Trung Quốc bắt đầu phải hứng chịu một đợt mưa lớn mới bắt đầu từ ngày hôm qua. Lượng mưa tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc có nơi lên đến 500-600mm, buộc thành phố này cùng nhiều địa phương khác tại tỉnh này, nơi có đập Tam Hiệp, phải phát đi báo động đỏ.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt mưa lần này dự kiến kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 ngày, sẽ ảnh hưởng từ vùng Tây Nam đến Trung Hạ Lưu sông Trường Giang. Mưa lớn kèm theo gió mạnh sẽ tiếp diễn tại nhiều tỉnh thành như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phải tiếp tục phát đi cảnh báo vàng về mưa lũ, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo mưa lũ 4 cấp của nước này. Cảnh báo màu vàng được đưa ra lần đầu trước đó một ngày. Trước đó, Trung Quốc đã liên tục phải đưa ra cảnh báo màu xanh trong suốt 31 ngày, điều hiếm gặp từ trước tới nay. Trong đợt mưa dự kiến kéo dài đến hết tuần này, tổng lượng mưa ước tính vào khoảng 210-400mm, trong đó phía đông tỉnh Hồ Bắc và một số nơi ở tây nam tỉnh An Huy, lượng mưa lên đến 500-600mm. Theo thống kê mới nhất, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 30 triệu người tại 29 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc. Số người chết và mất tích do đợt thiên tai này đã vượt con số 230 người, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 49 tỷ nhân dân tệ, khoảng gần 6,7 tỷ đô la Mỹ. Hiện nhà chức trách Trung Quốc đang tập trung cao độ triển khai các chiến dịch tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và đối phó nguy cơ lũ lụt mới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!